Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Cái nguyên nhân mà chúng ta có những cái lớp học này đó là nó giúp cho chúng ta ôn lại giáo lý, những cái điều mà mình chưa biết, và mình mở rộng ra những cái vấn đề giáo lý mà mình đã biết. Nhờ có Phật Pháp, chúng ta thay đổi cuộc đời chúng ta rất là nhiều. Mà nếu như không có Phật Pháp, chúng ta đau khổ. Rồi đến khi tai họa ập lên đầu của chúng ta đó, thay vì chúng ta hiểu nguyên nhân và hậu quả, thì chúng ta lại oán trời trách đất, hoặc thậm chí bị điên loạn. Bởi vì mình không hiểu tại sao cái khổ nó lại đến với mình. Chúng ta ở trong Kinh Tạng á, có một bà hoàng hậu tên là Samawati. Bà hoàng hậu này đó đệ nhất về an trú trong tự tâm. Nhưng mà do ông vua đó, có hai bà hoàng hậu, thì bà hoàng hậu Samawati bà ủng hộ Phật Pháp, còn bà hoàng hậu kia đó thì bà không thích, bà căm hận, bà oan trái với Thế Tôn. Cho nên khi mà bà hoàng hậu kia thấy hoàng hậu này đảnh lễ Thế Tôn, cúng dường Thế Tôn, đi nghe Pháp, thì bà rất là khó chịu. Rồi cho đến đỉnh điểm là bà muốn hại bà hoàng hậu Samawati. Bà hại bằng cách nào? Bà hại bằng cách là bà đem củi, bà chất ở xung quanh cái lâu đài của bà hoàng hậu Samawati, rồi bà đốt cho cái lâu đài đã cháy. Lúc bấy giờ đó, hoàng hậu Samawati bảo với 500 cô cung nữ là: này các em, hãy an trú trong từ tâm, đừng căm hận, hãy an trú trong từ tâm. Và thế là ngọn lửa bùng lên. Mà do người ta hại mà, cho nên là không có chỗ thoát. Các cửa nẻo này nọ là chết cứng hết, không có chỗ thoát. Bà hoàng hậu Samawati chỉ nói với 500 cô cung nữ: này các em, hãy an trú trong từ tâm. Khói lửa bốc lên, bà hoàng hậu và 500 con người ngồi đó thực hành từ tâm. Do cái nghiệp quá khứ cho nên là bà không thể chứng thiền. Bởi vì đặc điểm của thiền tâm từ á, nó có một đặc điểm, cái người mà đang nhập thiền trong thiền tâm từ á, nước lửa không hại được người đó. Tức là người đó có một cái sự bảo vệ, không có vũ khí nào tấn công được, không một chất độc nào có thể làm hại được. Nhưng mà do cái nghiệp quá khứ cho nên bà và 500 cô cung nữ không thể nhập thiền. Tuy nhiên do bà và 500 cô cung nữ này á, vẫn tiếp tục duy trì từ tâm, cho nên sau khi mệnh chung sanh thiên. Ở đây có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề khi mà cận tử trong một cái hoàn cảnh là tai nạn ngặt nghèo như vậy đó, khói lửa ngùn ngụt nó bốc lên, không có chỗ thoát thân. Bà lựa chọn cái gì? Hãy an trú vào từ tâm. Tại vì chết chắc rồi, thì mình thay vì mình than khóc, bà khi đó bà an trú vào từ tâm, không oán hận người hại mình. Bà an trú vào từ tâm. Sư có một cái kinh nghiệm là nằm mơ thôi. Nằm mơ là mình đi trên một cái chiếc thuyền, cũng không phải chiếc thuyền nữa, mà đi trên một cái chiếc xe. Thì cái chiếc xe đó nó bị rớt xuống dưới sông. Thì bắt đầu là nước xe nó chìm dần xuống dưới đáy.
nước nó bắt đầu nó trào, nó tràn vào, thì mình biết là cái chết nó đang đến rồi. Lúc đó nằm mơ. Thì khi đó sư chỉ có một suy nghĩ duy nhất: an trú trong từ tâm. Lúc đó chỉ có liên tục rải tâm từ, liên tục rải tâm từ. Không chứng gì hết nha, không chứng gì hết, nhưng mà chỉ có liên tục rải tâm từ. Tại vì đó là cách duy nhất, đó là cái phản ứng duy nhất mà khi đó mình có thể làm. Đó là một cái phản ứng, gọi là cái phản ứng tự nhiên khi mà sư đang nằm mơ. Thì cũng mừng á, là khi mơ mà mình còn nhớ, mình phản ứng, mình rải tâm từ được. Thì chắc có lẽ nếu như mà ở trong hiện thực mà có gặp những cái tai nạn tương tự như vậy, mình bị nhốt một chỗ mà mình nhắm mình chết chắc rồi đó, thì chắc có lẽ cũng không tới nỗi nào. Và cái thứ hai, cái vấn đề lưu ý thứ hai đó, đó là do đâu mà bà Hoàng hậu Samawati và 500 cô cung nữ lại phải chịu một cái tai nạn nó ghê gớm như vậy. Đức Thế Tôn nói là do vào cái thời quá khứ, bà và 500 cô nữ tỳ này đó đi ra ngoài tắm sông. Và lúc bấy giờ có một vị Phật độc giác đang hành thiền. Nhưng mà do ngài hành thiền á, mà cái tướng của ngài nó khô gầy, thành ra là người ta tưởng gốc cây đó. Rồi nhiều người á, những cái đứa chăn bò á, nó cứ quăng mấy cái rơm rạ, nó quăng lên trên đó. Xin lỗi. Rồi phủ kín ngài, thì các cô này không có thấy. Đi tắm xong, tắm lên rồi lạnh thì đốt lửa để sưởi ấm. Thì sẵn thấy có một cái đống rơm đó đó, đốt. Khi mà đốt như vậy đó, một hồi thì thấy một cái vị Phật độc giác, thấy vị đó ở trong cái đống rơm. Mấy cô này hết hồn. Bởi vì á, vị Phật độc giác này á, rất là thường đến cung điện nhà vua. Để thì nhà vua rất là hoan hỷ, là bố thí cúng dường cho vị Phật độc giác này. Các cô nói chết rồi, bây giờ mình lỡ mình thiêu chết trái cái vị Phật độc giác này rồi. Thì các cô mới nói là thôi, mới đưa ra cái quyết định đó là phi tang luôn. Tức là ban đầu á, là vô tình, mình không biết chuyện. Nhưng mà sau á, là nảy cái lòng là phi tang á, mới là cố ý, mới là đi tìm, bắt đầu là chất củi, rồi chất thêm đồ lên đốt. Đốt cho lửa nó cháy ngùng ngục lên. Rồi nghĩ là chắc cái này là xong chuyện rồi. Cái cô công chúa và 500 người này đó, 500 người hầu này bỏ đi. Do cái vị độc giác á, đang thực hành, đang ăn trú trong cái thiền diệt thọ tưởng định, cho nên là ngài không có bị gì hết. Khi mà cái lửa nó tàn rồi đó, ngài chỉ đứng lên, ngài phủi y áo và ngài đi tiếp thôi. Nhưng mà 500 con người này thì sau khi mệnh chung đi địa ngục. Và sau khi mà hết, trả hết cái nghiệp ở địa ngục rồi đó, cái kiếp nào mà làm thú hoặc làm người á, là phải bị cái nghiệp chết cháy. Mà chúng ta không có học Phật á, chúng ta không có biết những cái đó. Mà hồi nãy sư nhớ đến ở quê Việt Nam mình á, ở dưới quê á, nó có một cái sự kiện thường hay làm, đó là bắt chuột đồng. Mà bắt bằng cách gì? Xông khói. Và sư tìm cái chuyện mà hung khói bắt chuột đồng thì thấy ở trên Google á, nó có rất là nhiều bài báo. Nông dân Thanh Chương dùng ống khói bô xe bắt máy bắt chuột đồng. Bắt chuột đồng bằng công nghệ mới. Đã mắt xem người dân ngoại thành Hà Nội đào hang hung khói bắt chuột đồng. Mang bình xịt khói tự chế ra đồng bắt chuột cống nhum, kết quả bất ngờ. Đó, săn chuột đồng kiếm tiền triệu mỗi ngày ở Hưng Yên. Nếu như chúng ta không có học đạo thì chúng ta không có lường hết được
những cái ác nghiệp mà mình đã làm và mình có thể làm. Khi cái nghiệp nó trổ, cái người trực tiếp thì họ chịu kết quả trực tiếp. Cái người họ chỉ tham gia náo nhiệt, tức là đứng bên ngoài vỗ tay hoặc là xem chơi cho vui, thì họ cũng sẽ cộng nghiệp vào đó, nhưng mà không đến nỗi, ví dụ như đời sau kiếp khác thì cũng không đến nỗi chết, nhưng mà mình cũng có cộng nghiệp ở trong đó. Còn một cái cách cộng nghiệp nữa, tức là nhờ họ bắt chuột đồng về đó, rồi bắt mấy cái chuột cống nhum này về đó, rồi họ nướng lên, rồi họ làm, rồi mình ăn, ăn ngon, ngon ha, ngon. Ăn chuột đồng rất là ngon. Ăn ngon, đời sau kiếp khác mình làm họ hàng của nhau. Cái người mà trực tiếp giết thì họ bị tai nạn, họ chết. Và mình là thân bằng quyến thuộc, mình chịu cái cảnh mất người thân. Cho nên cái vấn đề ở đây sẽ không bàn đến cái chuyện là đúng hay sai, bởi vì mọi người đều có cái lý do của mình. Người nông dân thì họ có thể nói là nếu như tôi không bắt chuột, chuột nó ăn hết ruộng lúa rồi thì tôi sống như thế nào? Rồi tôi sẽ nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi vợ, nuôi chồng, nuôi con, nuôi cái như thế nào? Cho nên trong những chuyện này rất là khó nói. Mà cái sẽ lưu ý, cái nghiệp mình đã tạo thì cái quả mình phải mang. Cái vấn đề là cái vòng luân hồi nó khốc liệt như vậy, nó kinh khủng như vậy. Mình không biết là trong kiếp quá khứ mình đã tạo ác nghiệp gì, và mình không biết là trong những ngày vị lai, trong những ngày sắp tới, từ giờ tới cuối đời, mình có thể phải chịu những cái hậu quả nào. Thành ra thông điệp mà sư gửi gắm đến quý vị có hai. Thứ nhất, nhờ học đạo mình biết được nghiệp và quả của nghiệp. Cái gì đã làm rồi thì thôi, nhưng từ giờ trở đi bớt tạo ác nghiệp, nó cứu mình. Cái thứ hai, hãy thực hành, hãy hành pháp. Quý vị có thể hành thiền, đề mục tùy niệm Phật, đề mục rải tâm từ, đề mục tứ niệm xứ, nhưng mà mình phải có cho mình một cái đề mục hành thiền bỏ túi. Để chi? Để khi mà gặp cái bất trắc, bất kỳ lúc nào mình có thể lôi ra mà xài. Chứ tới khi ở trong đó mình không còn đường nào để mình thoát thân, mình chết trong sự hoảng sợ, mình không đi lên được. Sư xin lỗi vì dành ra đã gọi là chiếm dụng 15 phút đồng hồ giảng hơi ngoài lề. Nhưng mà sư nghĩ là cái ngoài lề này nó cần thiết cho quý vị. Trước khi bắt đầu bài học thì sư lại có một cái hình ảnh khác nữa. Đó là hình ảnh rất là quen thuộc với chúng ta. Hình ảnh một cái ly trà sữa. Quý vị biết là trà là một cái thức uống tốt cho sức khỏe, đúng không? Sữa cũng là một cái thức uống tốt cho sức khỏe. Nhưng mà khi hai cái anh này đó, ảnh hợp lại với nhau. Quý vị có biết một cái chuyện là trà sữa là một thức uống không có lợi cho sức khỏe không? Chắc nhiều người biết hả? Nhưng mà tại sao vậy? Trà là thức uống có lợi cho sức khỏe, sữa cũng là thức uống có lợi cho sức khỏe, nhưng hai anh này hợp lại nó thành ra cái thức uống không có lợi cho sức khỏe. Vấn đề nằm ở đâu? Vấn đề nằm ở đường, caffeine. Và để tăng cái lợi nhuận, có nhiều nơi họ nhập khẩu những cái loại trà kém chất lượng, trà hóa chất. Họ nhập khẩu những loại sữa kém chất lượng, sữa hóa chất. Và để thu hút cái vị giác của cái người uống, họ cho thật là nhiều đường
vào ở trong đó. Sở dĩ mình uống được trà sữa bởi vì nó ngọt, nó ngọt, nó ngon. Mà chính cái ngọt, cái ngon đó là cái nó hại sức khỏe. Tại sao mà sư đem cái hình ảnh cái ly trà sữa ra đây? Bởi vì chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là thú vị. Cái nguyên liệu gốc vốn dĩ nó là tốt cho sức khỏe, hợp lại với nhau, uống mọi người rất là ngon. Người kinh doanh làm giàu, người uống cũng rất là thoải mái, thậm chí người ta nghiện trà sữa. Nhưng rốt cuộc cái thức uống đó lại là thức uống không tốt cho sức khỏe. Cái hình ảnh ly trà sữa nó làm suy nghĩ đến cái bài học mà chúng ta đang học nè. Quý vị có liên tưởng gì không? Bài kinh Thừa Tự Pháp nè. Vị nào liên tưởng ra đó là vị đó có khiếu. Pháp của Đức Thế Tôn vốn dĩ đưa đến thanh tịnh, đưa đến giải thoát, đưa chúng sanh đi lên. Pháp vốn là thiện. Tài sản vật chất bản thân nó đó, hỗ trợ rất là nhiều cho việc hoằng pháp. Sư đi tới đi lui cũng nhờ có những cơ sở vật chất để có thể đi thuyết giảng những cái nơi xa. Muốn tổ chức những khóa thiền cũng phải cần những kinh phí. Rồi muốn có những cái máy quay video để mà quay cho Phật tử xa gần có thể xem cũng phải cần những kinh phí. Sự vận hành của một ngôi chùa cũng cần có kinh phí. Bản thân nó hỗ trợ cũng khá là tốt đấy. Bản thân quý vị cũng vậy. Nếu như chúng ta không có dư giả, chúng ta có thể tới chùa được hay không? Không. Có thể tới dành một tuần hai buổi đến chùa để học pháp hay không? Không. Bởi vì chúng ta còn phải lo cơm gạo áo tiền. Kinh tế của chúng ta phải khá một tí xíu thì chúng ta mới dễ dàng học đạo. Thì vốn dĩ nó là tốt. Nhưng tại sao hai anh này hợp lại với nhau nó giết chết người ta? Pháp đương nhiên tốt. Tài sản vật chất mình thấy rõ là nó cũng tốt đấy. Nhưng tại sao hai anh này hợp lại nó giết chết đời tu của một vị tu sĩ? Do tâm tham. Khi mà anh có cái tâm tham á, cái tham nó giết chết anh. Do anh mong cầu, nó thiêu cháy cái phạm hạnh của anh. Anh chạy theo nó để anh muốn có càng nhiều càng tốt. Miệng bên ngoài thì nói là để hoằng pháp, nhưng trong cái ruột là để phục vụ cho lòng tham của mình. Rồi khi mà không được, hoặc là mình cần có mà không có, mình khó chịu, lo lắng, khi đó tâm sân nó xuất hiện. Chính bởi vì tham và sân nó giết chết đời sống một vị tu sĩ. Cũng y như sư nói một ly trà sữa. Chính cái đường caffeine nó giết chết cái cơ thể của mình cũng vậy đó. Đời tu tham và sân nó giết chết đời sống một vị tu sĩ. Do đó ở trong bài kinh này đó, có những cái mà mình phải bỏ. Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói có những cái phải bỏ. Giống như một ly trà sữa mà mình phải bỏ đường ra, phải bỏ hết đường ra nha. Phải bỏ hết caffeine ra, bỏ hết mấy thứ đó ra, chỉ còn lại thuần túy trà và sữa. Và cái trà đó nó phải là cái trà tốt cho sức khỏe, chứ không phải cái loại trà mà nhập khẩu tầm bậy tầm bạ. Sữa cũng phải là cái sữa tốt cho sức khỏe, chứ không phải ba cái sữa đặc. Đường không là đường, chưa kể đến những cái viên sữa nhập khẩu từ Trung Quốc. Đời tu cũng vậy. Đầu tiên, cái pháp mà anh tu á, cái pháp mà anh tu á, phải là cái pháp xịn, chứ không phải là một cái pháp nó bị biến chất. Nhờ như vậy anh mới đi lên được.
Rồi còn cái cơ sở, những cái vật chất, đương nhiên đời sống tu hành cũng phải cần nhé. Anh ăn uống, anh ngủ nghỉ, anh di chuyển, anh sinh hoạt, tất cả mọi thứ đều cần có sự cúng dường vật chất từ đàn na tinh thí. Đương nhiên anh phải cần chứ. Nhưng cái nguồn gốc của cái sữa đó đó, nó phải thanh tịnh. Tức là anh không vì cái chuyện đó nha, mà anh đi quỵ lụy, anh chạy đầu này, anh chạy đầu kia, anh kinh doanh, anh kiếm tiền, rồi anh làm những cái việc bất chánh để anh có được lợi nhuận. Cho nên trà phải tốt mà sữa cũng phải tốt. Tự nhiên ở trên xe thôi, sư nghĩ tới hình ảnh ly trà sữa, sư thấy tuyệt vời, đưa vào cái bài kinh chúng ta đang học, tuyệt vời, vừa khớp. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói: hãy là người thừa tự pháp, chứ đừng là người thừa tự tài vật của Như Lai. Và Ngài Xá Lợi Phất dạy có những cái phải bỏ. Và chúng ta đang học là học bỏ những cái chất độc hại trong cái ly trà sữa, nó bỏ ra ngoài. Chúng ta đến một cái chi pháp nữa mà phải bỏ, tức là ngã mạn và quá mạn. Ngã mạn là mana, quá mạn là atimana. Cái ngã mạn chúng ta nghe rất là nhiều. Nếu như mà mình nói ngã mạn ở trong tăng chi thì nó có 9. Tuy nhiên ở trong cái phạm vi của bài này nha, nhớ giùm sư là trong phạm vi của bài này thì ngã mạn nhắc đến cái chuyện là mình kiêu căng, mình ngạo mạn về những cái mình có, về những cái tài sản mà mình có, về những kiến thức mà mình có. Rồi từ những kiến thức đó mình làm ra tài sản, rồi mình kiêu căng với thứ tài sản đó. Rồi khi mà mình chất chứa nhiều tài sản, mình giàu mà, mình bắt đầu mình ương bướng, mình bướng bỉnh, ai nói cũng không nghe hết. Thậm chí là mình coi thường người khác. Sư biết là có một cái ông, một cái vị sa di, vị này giàu lắm. Vị này giàu do hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là vốn dĩ xuất thân của vị này á cũng rất là giàu, gia đình giàu lắm, mà cái kiểu cha mẹ gọi là thôi bây giờ là con đi tu, đi tu rồi ba má cho con muốn cái gì cũng được hết, chỉ cần con đi tu thôi. Chính bởi vì như vậy, khi mà vị này xuất gia sa di thì vật chất không có lo gì hết, giàu kinh khủng. Rồi cái thứ hai là vị này thường kêu gọi xây chùa, rất là thường kêu gọi chương trình này chương trình kia, thì xây xong hết chùa này tới chùa kia thì càng xây càng giàu. Thì từ cái chuyện đó đó, nó đi đến là vị này rất là kiêu căng, ngạo mạn, coi thường người khác. Quý vị biết là khi mà gặp các cái vị hòa thượng, vẫn ngồi ngang hàng với hòa thượng à. Quý vị biết là trong tu sĩ ha, là cũng có phân chia chứ. Tức là mình phải tôn trọng các vị trưởng lão. Hòa thượng ngồi ở trên, mình phải ngồi ở dưới, cách nhau năm hạ không được ngồi chung. Nhưng mà vị này thì ngồi thoải mái, ngồi xếp hàng, ngồi trên kế bên trưởng lão chơi vậy đó, kêu hòa thượng bằng anh. anh thí dụ như hòa thượng trong cái hàng mà gọi là hàng đệ tử, gọi là cái hàng huynh đệ, thì hòa thượng xếp thứ ba, thì cái vị này kêu anh ba ngon vậy đó, anh ba, kêu anh ba. Rồi mình giàu mà đâu ai nói gì được. Thành ra nhiều khi á, sư nhìn sư cũng ngứa mắt, sư nói thiệt. Sư ngứa mắt là ngứa mắt cái chuyện là hành sự nó bất xứng á. Thì đôi khi sư cũng thấy cũng nên nhắc nhẹ, nhắc. Thì ông nói: ông không có tư cách ông nói chuyện với tôi. Vậy đó, ông không có tư cách ông nói chuyện với tôi. Mà sư nói ông tôi là còn đỡ, nó dùng cái từ còn nặng hơn nữa. Thì có vị có lần lần đó là một cái lễ nào đó,
Một vị trưởng lão đến nhìn sư và nhìn ông Sa Di, nói sư là giáo thọ, sư là pháp sư, tại sao sư không nói ông Sa Di này? Sư thuật lại y nguyên cái lời nói ổng dành cho sư. Dạ thưa thưa ngài, lúc con nói ổng nói vậy đó. Rồi vị trưởng lão cũng lắc đầu luôn. Thì đó, khi mà mình bị những cái vật chất, những cái vật chất nó làm cho mình bị biến chất và biến tướng, thì tự nhiên nó sẽ làm cho mình ngã mạn. Mình coi thường người khác, coi trời bằng vung, không có ái đó gì. Sư nói với quý vị là sư cũng nhắc nhở chính mình, chứ không phải là mình sư là ngon đâu. Một cái sự lợi ích của việc giảng pháp là thông qua những cái thời pháp đó, nhắc Phật tử cũng là nhắc mình, nhắc người khác tu cũng là nhắc mình tu đó. Cho nên là mình phải cẩn thận. Sư nhớ là sư có nói với quý vị rồi, là ở trong A Hàm, trong tạng A Hàm, hình như là Trung A Hàm, có một bài kinh nói về một cái con dê, nó tách đàn, nó ăn phân, và nhờ nó ăn phân nó no bụng. Nó về đó, nó chỉ trích những cái con dê ở trong đàn, những con dê này là những con dê ngu, bởi vì những con dê này nó chỉ ăn cỏ chứ không ăn phân, cho nên nó không có no. Nhờ người ta ăn phân cho nên ta no. Những con dê này là những con dê ngu. Một vị tỷ kheo mà tham đắm trong sự lợi dưỡng cũng y chang như vậy. Vì đó cho rằng những vị tỳ kheo khác là những cái vị dốt nát, ngu xuẩn, bởi vì không có hưởng những cái cơ sở vật chất, hoặc không có giàu như ta. Ta giàu nhất, các vị xung quanh không giàu như ta, thì nó cũng y chang con dê, nó tự hào về cái chuyện ăn phân vậy. Một vị trưởng lão cũng nhắc nhở chung. Thì sư cũng lấy cái bài học đó là cái bài học của mình, bài học cho mình. Tức là ngài đưa ra cái hình ảnh như cái con dồi ấy, nó lăn lộn trong cái đống phân, nó tự hào về những cái phân mà nó có, những cái phân nó ăn. Một vị tỷ kheo mà chìm đắm trong các cái vật chất lợi dưỡng, vì nó tự hào là mình giàu có, thì nó cũng giống như cái con dồi trong đống phân, nó tự hào về đống phân của nó vậy. Cho nên cái ngã mạn này là một cái phải bỏ, chắc chắn phải bỏ. Còn cái quá mạn thì mang cái ý nghĩa như trên, giống như cái ngã mạn vậy đó, nhưng mà nó ở cái cấp độ gọi là ghê gớm hơn, nó nhiều hơn, nó cao hơn. Và chúng ta đi qua tiếp đến cái chi phần tiếp theo là kiêu ngạo và dễ vui. Kiêu ngạo là ma đá và dễ vui là pa ma đá. Thì kiêu ngạo á, ở trong chú giải nói là cái sự tự cao, nó cũng tương tự như cái ngã mạn vậy đó. Nhưng mà cái sự tự cao này đó, nó đi đến cái mức độ là làm cho người ta giống như là mất trí, không có nghĩ gì đến cái chánh pháp nữa cả. Giống như là một vị tu sĩ mà khi mà đã trở nên quá giàu có thì vì đó chạy theo đó. Quý vị cứ nghĩ đi, bây giờ mà mình tổ chức ra một cái sự kiện nha, mình gọi là một cái event, một cái sự kiện, mình thu về bạc tỷ thì nó cũng nó sướng hơn cái chuyện là mình ngồi mình cong đầu cong đuôi, mình ngồi mình đọc kinh, mình mò mẫm trong từng đoạn chú giải. Mình mò chú giải đó có nghĩa là cái gì, rồi mình bắt đầu là mình lên một cái kịch bản đó, rồi để mình dạy. Mà mình dạy thì xin thưa với quý vị á, dạy một cái buổi này nó cũng mất sức lắm, chứ không phải là không. Thì dạy mà mệt mỏi như vậy thì cái thu nhập cũng đâu có bao nhiêu. Trong khi đó mình làm một cái event, làm cái sự kiện,
thu về lợi nhuận có khi là đếm là đầy bồn đầy bát, thì cái nào ngon hơn? Chính bởi vì như vậy quý vị thấy là thời nay những cái lớp học giáo lý rất là ít, bởi vì nói theo cái kiểu mà làm ăn kinh tế thì tổ chức sự kiện nó vui hơn. Thành ra đó, khi mà mình xem trọng cái vật chất thì cái cách hành xử của mình á, nó sẽ thiên về vật chất. Mình sẽ làm sao đó để cho mình thu lợi được càng nhiều càng tốt. Từ đó đó mình biến chất từ hồi nào mình không hay. Thành thử ra đó, cái chuyện mà mình ở đây nè nói là cái sự mà kiêu ngạo, tức là mình tự cao tự đại về cái khối tài sản mà mình có đó, đó thì nó làm cho người ta bị điên. Điên ở đây là gì? Là mình không còn nghĩ gì tới chánh pháp nữa cả. Thậm chí là mình lấy chánh pháp là cái công cụ để mình kiếm tiền. Chính bởi vì như vậy ở đây nói là nó làm cho mình người ta mất trí, người ta không còn cái trí nữa. Còn cái dễ vui á, tức là khi mà mình có những tài sản, mình chìm đắm trong sự hưởng thụ. Sư nhớ một cái vị sư nói với sư là có nhiều vị bị đó sa đọa. Bởi vì sao? Bởi vì giàu quá. Mà bây giờ giàu quá thì cái gì nó tới? À, gái nó tới. Rồi những cái trò này trò kia nó tới. Mà mình nhắm mình tu không nổi là tự nhiên là mình chìm à. Thành ra nói nó kỳ, chứ cũng có một vài người đó, ở đời quý vị đóng hụi, đóng hụi thì cũng có một vài vị tu sĩ không còn là tu sĩ nữa, nhưng mà ngại mặt mũi hơn nữa làm tu sĩ, thì nếu mà mình chiêu trò mình cũng kiếm được nhiều tiền, cho nên là vị đó cũng đóng hụi. Đóng hụi cho ai? Đóng hụi cho mấy bà, lâu lâu mấy bà ghé qua đóng hụi kiểu như vậy. Do đâu vậy? Do mình chạy theo vật chất. Do mình là người thừa tự tài vật, chứ mình không phải là người thừa tự pháp. Đó là nói về cái chuyện tu. Nói về những ông sư cư sĩ cũng vậy. Đừng có nghĩ là cái bài kinh này nói là dành riêng cho mấy ông sư, không dính dáng gì tới mình. Rồi mình giống như là lên trên đây là ngồi nghe sư kể xấu chuyện mấy ông sư. Nghe các cư sĩ cũng vậy. Ban đầu á, thì họ vào chùa, họ cống hiến vì niềm tin đối với Tam Bảo, vì lòng cầu công đức. Nhưng mà cũng có một số trường hợp khi mà mình tới mình cống hiến như vậy đó, thì một số chùa thì cũng có quà. Thì quà cáp có khi là chỉ bịch sữa, bịch đường, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà khi mà chùa khá hơn thì quà cáp nó nặng tay hơn. Rồi lâu dài mình trở nên mình biến chất hồi nào không hay. Rồi sư cũng đã từng gặp những con người miệng thì họ nói là họ công quả, họ phục vụ, họ không có lấy lời, nhưng mà cái lời của họ là cái lời ăn chặn ăn bớt ở chính ở bên trong đó. Họ sa đọa từ hồi nào không hay. Nhưng mà ban đầu họ rất là tốt. Có những người họ không sa đọa tới mức độ đó, mà chỉ đơn giản là cái nơi này họ bồi dưỡng nhiều hơn thì mình làm nhiệt tình hơn. Còn cái nơi này thấy cũng bề thế quá mà bồi dưỡng nó bèo bọt quá thì thôi, mình cũng làm cho nó vừa phải phải thôi. Đó. Thì nó tệ hơn thì nó cũng cái kiểu như vậy. Sư nói không phải là nhằm mục đích tổn thương bất kỳ ai, mà để cảnh tỉnh. Cảnh tỉnh cái tâm ban đầu của chúng ta nó rất là tốt. Sư tin khi mà chúng ta đến, chúng ta phụng sự Tam Bảo,
cái tâm chúng ta rất là tốt. Nhưng hãy cẩn trọng, hãy cẩn trọng. Dần dần á, chúng ta có thể bị cái vật chất nó ô nhiễm hồi nào không hay. Ban đầu thì chỉ là một ly trà sữa, các thầy thấy làm việc vất vả, các thầy cho một ly trà sữa, cho một cái ly xì tinh, cho một cái chai nước, nó cũng bình thường thôi. Nhưng hãy cẩn thận, hãy cẩn trọng. Chúng ta có thể sa đọa lúc nào không hay. Rồi từ đó đó, mình dễ vui, để cái lòng của mình á, nó buông theo ngũ dục, tức là nó chạy theo sự hưởng thụ. Rồi từ đó đó, pháp mình nghe nó nhàm cái lỗ tai, nó không thấm nữa. Mình nghe pháp riết mà riết là pháp nó không thấm nữa. Mà lúc bây giờ trong đầu của mình á, chỉ toàn là những cái sự hưởng thụ, toàn là dục lạc. Phải nói là khi mà sư nhận lời dạy Thanh Tịnh Đạo và dạy Trung Bộ, sư cũng rung lắm. Rung là như thế này: cả hai đều đi vào trong pháp hành, mà khi đi vào trong pháp hành á, nó giống như là cái con dao mổ, nó róc thịt, nó mổ xương, nó môi tủy, những cái vấn đề của mình môi ra cho bằng hết, những ô nhiễm của mình môi ra cho bằng hết. Nếu như quý vị chỉ đơn giản ở bên ngoài, sư đơn giản chỉ là một vị pháp sư mời tới dự một cái sự kiện nào đó, thì cái chủ đề mà sư thuyết thường nó rất là nhẹ nhàng. Ví dụ như rằm tháng 7 mình thuyết về tình thương của mẹ, rồi như bây giờ là tới Trung Thu, thì mình lựa một cái thời pháp nào nó phù hợp. Ví dụ như sự tích con thỏ ở trên mặt trăng chẳng hạn. Thì đó, những cái chủ đề rất là nhẹ nhàng, cũng không có tổn thương tới ai. Mọi người tới hoan hỷ rồi đi về, mình cũng tới mình thuyết xong rồi đi về. Nhưng khi mà gắn bó lâu dài ở một nơi, mình giảng những cái bài mà nó đi về pháp hành, có những chuyện mình không né được. Quý vị thấy có những chuyện gọi là cái chuyện không có đẹp của đời sống tu sĩ, cũng phải mở ra để mà nói. Có những chuyện không đẹp của những cái người cư sĩ, cũng phải mở ra để mà nói. Mà sư biết khi mà sư nói như vậy thì nhiều người họ không có vui. Nhưng mà pháp thì phải nói. Cho nên là phải nói là sư cũng gọi là hy sinh vì cái lớp này cũng dữ dằn lắm mà. Thì đó là những cái mà chúng ta phải bỏ, toàn bộ những cái mà sư nói. Khi chúng ta không có tu tập, không có niệm, không có định, không có tuệ, chúng ta làm ô nhiễm cái đời tu của mình. Từ đó đó, trà vốn dĩ là một thức uống rất là tốt sức khỏe, sữa cũng là một thức uống rất tốt cho sức khỏe. Hai thứ đó cộng lại, nó lại trở thành thức uống có hại cho sức khỏe. Tổng kết của bài này, sư mong quý vị pha được một cái ly trà sữa cho mình. Còn ở trong đó nhiều đường hay ít đường, nó tốt hay nó xấu là do chính bản thân quý vị. Bây giờ chúng ta qua cái bài tiếp theo, là bài Trung Bộ số 4. Ngài Minh Châu á, thì ngài dịch á, là kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi. Còn Đại Đức Thiện Hảo á, thì để là cái Sợ Hãi và Kinh Cảm. Thì thực tế là nó cũng là từ ngữ của Việt Nam mình thôi. Vấn đề là cái nội dung ở trong đây như thế nào. Tôi đã được nghe như vậy: một thời Thế Tôn trú tại Savatthi Cetavana, ở trong khu vườn của ông Anathapindika, rồi Bà La Môn Chanusoni đã đến nơi Thế Tôn ở.
Sau khi đến đã hỏi thăm thân tình với Ngài. Khi lời hỏi thăm thân tình đáng nhớ đã được hỏi xong, vị ấy bèn ngồi sang một bên. Khi đã ngồi sang một bên, Bà La Môn Chanusoni đã nói với Thế Tôn điều này: Thưa Ngài Gotama, các thiện gia nam tử nào đã xuất gia vì đức tin, đối với Ngài, Ngài là vị lãnh đạo của họ, giúp đỡ họ rất nhiều, là vị khích lệ của họ, và họ thì y cứ theo quan điểm của Ngài. Đúng vậy này Bà La Môn, đúng vậy này Bà La Môn. Các thiện gia nam tử nào đã xuất gia vì đức tin nơi ta, ta là vị lãnh đạo của họ, giúp đỡ họ rất nhiều, là vì khích lệ họ, và họ thì y cứ theo quan điểm của ta. Cái đoạn đầu tiên á, nói về cái thứ nhất là Đức Thế Tôn trú tại Savatthi ở trong cái khu vườn của ông Anathapindika. Anathapindika đó tức là khu vườn của ông Cấp Cô Độc, chúng ta gọi là vườn Kỳ Đà đó, Chetawana. Thì lúc bấy giờ đó cái vị Bà La Môn Chanusoni nói là những cái vị thiện gia nam tử đã xuất gia có đức tin với Thế Tôn. Những cái người đi xuất gia với Thế Tôn á, nó có nhiều hạng lắm quý vị, chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ là ai cũng là thánh hết, thì không phải. Như là ở trong kinh kinh Gậy Thúc Ngựa, là có cái con ngựa đó, nó chỉ vừa thấy cái bóng roi đó, là nó đã chạy rồi. Thì cũng ví như có những vị tỷ kheo, khi mà thấy người khác già, bệnh, chết, vì đó kinh cảm và vì đó xuất gia. Cũng giống như trường hợp Đức Thế Tôn, Ngài là một vị hoàng tử, và về sau Ngài được đức vua truyền ngôi, rồi Ngài có được một cái người vợ đẹp. Mà xin thưa là ở trong kinh á, thì không chỉ một người vợ, mà Ngài còn có 500 người vợ nhỏ, tức là bà Yasodhara đó, ha, Yasodhara đó, bà là người vợ chính, người vợ lớn. Ở dưới còn có 500 bà nữa. Coi như là hưởng thụ ở thế gian là đầy đủ. Trong những cái tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, không biết cái gì là khổ đau. Nhưng mà quý vị biết rồi, 3 lần, 4 lần đi ra ngoài cổng thành, 1 lần nhìn thấy người già, do Ngài trước giờ chưa thấy ai là cái người già hết, thì Ngài mới hỏi cái này là cái gì vậy. Cái chàng đánh xe đó mới nói với Ngài: dạ thưa Ngài, đây là người già. Đây cũng không có là cái gì là cái chuyện lạ, bởi vì đó, ai rồi cũng phải già. Họ già rồi thì Ngài cũng phải già, con cũng phải già, ai cũng phải già hết. Bồ Tát của chúng ta rúng động, Ngài đi về. Lần thứ hai Ngài đi ra cổng thành, Ngài thấy một người bệnh, do Ngài từ xưa tới giờ chưa thấy ai bệnh hết. Bởi vì ở trong cung điện của Ngài, cái người nào mà nó hơi có triệu chứng, hơi mệt là đã đi ra ngoài nè, đổi người ngay. Bởi vì Đức Vua là không muốn cho Ngài thấy bất kỳ một cái biểu hiện gì của cái sự già, bệnh và chết. Cho nên khi mà Ngài thấy cái người bệnh, Ngài bị sốc lắm. Ngài mới hỏi đây là gì vậy. Người đánh xe mới nói với Ngài là: thưa Ngài, đây là người bệnh. Xin thưa, cái này cũng không phải là chuyện lạ, bởi vì ai cũng phải bệnh. Người ta bệnh, rồi con cũng phải bệnh, mà Ngài cũng phải bệnh. Thế là Bồ Tát bị xúc động và Ngài đi về. Lần thứ ba, và quý vị nhớ nha, khi mà Ngài đi ra cổng thành đó, là nhà vua đó là đã cho thiên hạ là đã chuẩn bị hết rồi, tức là đã lên kịch bản rồi. Cái người già, người bệnh là phải trốn ở trong nhà, chỉ có người trẻ đẹp thì mới được ra để mà cung nghinh Ngài thôi, cung nghinh Bồ Tát thôi.
Những cái hiện tướng này đó là do các cái vị Phạm Thiên á, hóa hiện để cho Ngài thấy. Lần thứ ba Ngài đi ra cổng thành, Ngài thấy một cái người chết. Ngài rất là sốc. Ngài hỏi đây là gì vậy? Và thế là cái anh gọi là cái anh đánh xe mới nói, anh đánh xe này ở trong chú giải nói là ảnh đang bị Phạm Thiên gọi là dùng cái thần thông để gọi là để kích thích cái trí não của anh này, là tự nhiên là sáng suốt bất ngờ để có thể thốt ra những cái lời như vậy. Lúc bây giờ anh mới nói là thưa Ngài, đây là một cái người chết, và đây cũng không phải là chuyện gì lạ. Ai rồi cũng phải chết, họ chết, con chết, rồi Ngài cũng phải chết thôi. Thế là Bồ Tát kinh cảm mà Ngài đi về. Tới lần thứ tư, một vị Phạm Thiên hóa hiện là người xuất gia. Và Ngài hỏi, lúc bây giờ Bồ Tát mới hỏi, thì cái vị này mới nói là ta xuất gia là để tìm cái con đường thoát khỏi sự già, sự bệnh và sự chết. Lúc bây giờ Bồ Tát mới nuôi cái chí xuất gia. Đó. Mà quý vị thấy là cái đời sống của Ngài nó vốn dĩ rất là êm đềm. Mà tự nhiên Ngài thấy người ta già, người ta bệnh, người ta chết, dính dáng gì tới Ngài đâu. Mà Ngài vẫn kinh cảm rồi Ngài xuất gia. Cũng vậy đó. Rất là nhiều người khi mà thấy thiên hạ đó già, bệnh và chết, họ kinh cảm rồi họ đi xuất gia với Đức Thế Tôn. Mà xin thưa với quý vị, chúng ta chắc không có thuộc cái hạng người này đâu. Bởi vì chúng ta đã đi qua biết bao nhiêu cái đám ma rồi, mà có bao giờ mình nghĩ cái đám đó sẽ là của mình. Rồi chúng ta nhìn rất là nhiều những người già rồi, mà có bao giờ mình chịu nghĩ rồi nó cũng sẽ tới mình? Chả bao giờ. Thậm chí là tự thân mình đã bệnh rồi, tự thân mình đã già rồi, mình cũng chả bao giờ mình chịu đi tu. Cái hạng ngựa thứ hai đó là hạng ngựa mà khi mà bị đánh vào ở trong thịt đó, cái cây roi đó, nó đánh vào trong thịt đó, thì con ngựa nó mới chạy. Cũng tương tự như vậy đó, có những người khi thấy thân thuộc với mình đó, thân bằng quyến thuộc bị già, bị bệnh, bị chết, họ kinh cảm rồi họ xuất gia. Cũng giống như trường hợp em út của Ngài Xá Lợi Phất, thì do Ngài Xá Lợi Phất Ngài đi xuất gia đó, rồi tất cả các anh chị em của Ngài đi xuất gia hết, còn lại một cái người em út. Lúc bây giờ vị này mới có 7 tuổi. Bà mẹ đó, bà rất là lo, bởi vì thấy anh chị nó đi xuất gia hết trơn rồi, mà bây giờ mình phải làm sao để mình trói buộc nó lại để nó đừng có đi tu. Thì bà mới nghĩ là thôi bây giờ mình lấy vợ sớm cho nó đi, thì chắc nó có vợ thế nào nó cũng mê gái, nó khỏi đi tu. Mà xin thưa là mới 7 tuổi thì biết cái gì đâu mà mê. Vậy đó, thì bà mẹ bà tổ chức một cái buổi hôn lễ cho một cái cô gái Bà La Môn thì cũng rất là đẹp. Hồi xưa thì có những cái tục như vậy đó, kết hôn sớm. Thì cô dâu thì cũng là một bé gái 7 tuổi, cũng rất là xinh đẹp. Và Ngài thì cũng mới 7 tuổi, Ngài cũng rất là xinh đẹp. Lúc bây giờ ở trong cái tục lệ của Ấn Độ á, là sẽ có một cái bà cụ già nhất để chúc phúc cho cái đôi tân lang tân nương, là để mong cho là đôi lứa là sẽ đầu bạc răng long. Bây giờ nhiều người nghe đám cưới mà nghe chúc răng long đầu bạc họ vui lắm, vui lắm. Nhưng mà Ngài khác. Ngài nhìn bà già, thấy bà già răng rụng, đầu bạc,
Da thì nhăn nheo, đồi mồi, đi run rẩy, lắp ba lắp bắp đó, gọi là nước miếng nó chảy. Chúc cho hai đứa coi như là sống với nhau, tới răng long đầu bạc. Thì ngài mới hỏi răng long đầu bạc là giống bà đó. Thì mọi người nói đúng rồi đó con, đúng rồi đó con. Ngài hết hồn. Ngài nhìn bà cụ, rồi nhìn qua cái cô vợ của mình. Ngài tưởng tượng cái cô vợ của mình mai mốt cũng lớn lên, cũng y chang bà này. Thế là ngài hết hồn. Ngài đụng lời tay chân, ngài chịu không nổi. Rồi thế là ngài trong khi đi rước dâu á, ngài cứ viện cớ thôi, ngài viện cớ đau bụng. Đang đi nửa chừng giống như là bây giờ bị chột bụng á. Viện cớ đau bụng, đang đi thì vậy đau bụng quá, dừng xe tí xíu cho con đi xuống giải quyết. Ngài làm liên tục như vậy. Vài lần đầu á, người ta còn dừng lại, người ta chờ. Nhưng mà chú rể làm riết như vậy, người ta mệt quá, người ta nói thôi xe đi trước đi, xe đi trước, còn cái cậu này chắc bây giờ cậu lên cơn rồi, thôi kệ cha cậu đi. Rồi thế là đoàn xe cứ đi, và ngài chui vào trong bụi, và rồi là ngài lũi luôn vào trong rừng. Ngài thoát nạn. Ngài đi tìm các cái vị tỷ kheo ở trong rừng á, ngài xin đi xuất gia. Thì các vị tỷ kheo á mới không có cho ngài xuất gia, bởi vì nhìn ngài chú rể mà đã vậy là chú rể nhà giàu, mẹ ngài giàu lắm, cho nên là đầu đội đồ là trang sức dày bằng vàng, rồi kim cương mã não đầy ở trên người, chưa tăng đâu dám cho xuất gia. Ngài mới nói, ngài mới la lên là bớ ăn cướp. Chư Tăng nói là cậu đừng có nói như vậy, ở đây ai làm gì cậu mà cậu kêu ăn cướp. Thì ngài mới nói là các ngài cướp cái cơ hội xuất gia của con. Các vị tỷ kheo á, thấy cái con người này thì cũng không phải cái hạng bình thường đâu á, mới hỏi ngài là bây giờ á cha mẹ là ai, rồi người lớn là ai, chứ còn bây giờ không có người bảo lãnh thì chúng tôi không có cho cậu xuất gia được. Thì trước đó ngài Xá Lợi Phất á, ngài có dặn Chư Tăng như thế này, bởi vì ngài biết là mẹ của ngài là tà kiến, không có cho đi tu. Thì ngài mới dặn Chư Tăng á, là anh em á, để ý dùm, là nếu như mà em của tôi á, mà đi tới xin xuất gia thì tôi bảo lãnh cho nó, quyền huynh thế phụ tôi bảo lãnh cho nó. Cho nên là ngài mới nói là anh của tôi là dữ dằn á, mọi người gọi ngài là Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất á, dữ dằn á, chứ không phải thường đâu. Thì Chư Tăng đã được dặn rồi, thì Chư Tăng cứ thế là cho ngài đi xuất gia. Thì quý vị thấy đó, chúng ta thấy người già rất là nhiều, nhưng mà có mấy ai được như ngài đó. Nhìn thấy người ta chúc răng long đầu bạc, nhìn qua bà cụ là thấy hết hồn, ngay lập tức là nghĩ đến chuyện đi tu. Rồi cái hạng ngựa thứ ba là cái hạng ngựa mà cái cây gậy thúc ngựa nó có cái đầu nhọn á, nó phải chọt vào trong xương á, con ngựa nó mới chịu chạy. Thì cũng giống như cái hạng người mà bản thân họ phải trải nghiệm cái sự khốc liệt của sự già, sự bệnh và thậm chí sự gần chết, thì họ mới chịu đi tu. Còn sư nói vui, chúng ta là cái hạng người thứ tư, nhưng mà trong tăng chi chỉ có ba hạng ngựa thôi, nhưng chúng ta là cái hạng thứ tư, tức là cái hạng mà quánh cho chết luôn cũng không chịu chạy, tức là đời nó dập cho mình gần chết nha, bầm dập tới lui, nhưng không đi tu là không đi tu. Mình là cái hạng thứ tư. Thì có ba hạng người đó, đó là ba hạng người.
tự giác đi tới xuất gia nơi Đức Thế Tôn một cách thuần túy, tức là họ sợ sự già, sợ sự bệnh, sợ sự chết. Cái hạng người thứ ba đó phải nói là cũng hơi dở đó, nhưng mà có còn hơn không. Giống như là một cái ông Bà La Môn, khi mà ông nhà ông có những cái đứa con, thì những đứa con mới nói với ông là bây giờ thôi, bây giờ cha già rồi, tài sản cha ôm để làm cái gì, thôi bây giờ cha chia cho tụi con đi, rồi tụi con chia nhau ra mà nuôi cha. Kịch bản quen ha, bây giờ có rất là nhiều. Thì người cha nghe đứa con nói riết thì nó cũng bùi tai. Rồi người cha chia tài sản cho con. Mà tới hồi chia tài sản rồi đó thì ban đầu cũng rất là tốt. Cha ở nhà đứa cả. Đứa cả cũng có vợ của nó. Nhưng mà xin thưa, vợ nó thì nó chỉ thương thằng chồng nó thôi, chứ chưa chắc nó thương mình đâu. Cho nên bà vợ của cái anh con cả, nó lúc đầu nó bóng nó gió, sau thì cũng nói thẳng, lúc đầu mặt nặng mày nhẹ, sau làm thẳng mặt luôn, nói cha chia của, cha chia cậu hai, cậu ba, cậu tư nữa, chứ đâu phải cha chia cho mình nhà này đâu, mà cha ở nhà này hoài vậy. Thì ông cha ông nghe ông xót quá. Mà xin thưa thằng con thì nó lấy vợ rồi nó theo vợ nó, chứ có theo mình nữa đâu. Con lấy vợ bắt đầu nó thương vợ hơn thương cha mẹ à. Rồi thế là ông Bà La Môn ổng đi qua cái đứa thứ hai. Rồi thì kịch bản cũ cũng lặp lại. Vợ của cái đứa hai nó cũng nói hồi xưa thì cha chia tiền, chia vàng, chia cha cũng chia cho anh chị em ở trong nhà, chứ cha có phải chia cho mỗi cái nhà này đâu mà ở nhà này hoài vậy. Thế là người cha cũng lủi thủi qua nhà đứa thứ ba. Rồi cứ như vậy nó đá tới đá lui, đá tới đá lui, đá ông già ra ngoài đường. Cách đây không có lâu, xưa có coi một cái đoạn phóng sự, một cái cụ già ở một mình ở trên cầu á, cầu ở cái đất Sài Gòn này nè, không nhớ là cầu tên là cầu gì, mà bây giờ quý vị đi đường thì cũng sẽ rất thường thấy những cái cụ già ở một mình vậy trên cầu. Thì có cái phóng sự, mới phóng sự một cái một ông cụ, hỏi là cụ có con không mà ở một mình ở trên cầu như vậy. Ông cụ ông nói một cái câu là ở một mình con thì có, nhưng mà không có thích ở với con, ở một mình nó thoải mái hơn. Mình nghe là mình hiểu biết bao nhiêu cái nước mắt nó ngậm ngùi ở trong. Chứ đâu phải tự nhiên con có nhà không ở nhà với con mà đi ra ngoài gầm cầu ở. Nhưng mà cha mẹ dù con có đuổi đi nữa thì cũng luôn muốn giữ gìn một chút xíu cái danh tiếng cho đứa con, cũng muốn bảo vệ đứa con dù con có đuổi ra ngoài gầm cầu. Thì cái ông cụ Bà La Môn này đó, ổng già rồi mà bây giờ con cái nó không có nhận, bây giờ ông nghĩ bây giờ mình đi đâu bây giờ. Ông mới vào chùa, bởi vì ông nghĩ là chắc có lẽ là chùa, không lẽ giờ chùa không có nhận mình hay sao. Thì ông mới vào chùa. Thì khi ông vào chùa ông xin đi tu, các vị sư không có dám nhận. Tại vì giống như Đức Thế Tôn, Ngài có thuyết một cái bài kinh ở trong Tăng Chi về những cái sự khó của người già khi mà đi tu. Đó là gì? Người già đi tu trí nhớ rất là kém, kinh luật học không có xong. Mà học không có xong như vậy á, rất là phiền hà đó. Rồi giới luật không có nhớ. Rồi khi mà ai đó mà nói tới nói lui thì lại lôi cái tuổi đời mình ra, nói là bây giờ tôi lớn tuổi đời hơn mấy ông, mấy ông sao mà dám dạy tôi đó.
Rồi thì rất là khó dạy. Bởi vì hở một chút xíu là đem cái kinh nghiệm đời ra. Thành ra là sống ở trong đạo, ở trong đạo mà sống như ở đời. Đó là chưa kể già thì bắt đầu là bệnh hoạn nó tới. Bệnh hoạn tới ai chăm sóc? Rồi già như vậy đó. Rồi bắt đầu hành thiền nó cũng khó khăn, đi đứng cũng khó khăn, có khi là cũng cần người giúp đỡ. Cho nên cái người già đi xuất gia đó, Đức Thế Tôn nói là có rất nhiều những trở ngại. Thành ra là các sư á, không có nhận. Lúc bây giờ ngài Đức Thế Tôn mới hỏi là ở trong đây con có ai nhận hay không. Thì lúc bây giờ ngài Xá Lợi Phất ngài đứng ra ngài nhận. Bởi vì ngài nói là năm xưa con đã từng nhận một cái muỗng cơm từ cái người này. Khi con đi khất thực, con đã từng nhận một cái muỗng cơm từ người này, cho nên là con sẽ tế độ cho vị này. Đức Thế Tôn tán thán lành thai Xá Lợi Phất là một người biết tri ơn và báo ơn. Đây là cái trường hợp mà gọi là già tự mình trải nghiệm cái sự già rồi mới tới chùa. Thành ra sư thấy nhiều vị thì chắc có lẽ được, chắc cũng thuộc cái dạng thứ ba thì cũng kha khá đó. Tức là gì? Cũng chán con đó. Con nó thế này thế kia, rồi chán chồng, rồi chán vợ, rồi nói chung cũng chán nhà, chán cửa lắm, cũng vào chùa. Nhưng mà mình chắc ba rưỡi gần bốn. Tại sao? Tại vì gần chùa khuây khỏa thời gian rồi nó cũng về. Hòa thượng Bửu Chánh kể có một cái anh, vợ khi mà ảnh làm ăn thất bại, vợ coi thường ảnh. Anh chán vợ quá, anh thấy cái sự đời nó chả còn gì nữa cả. Anh đi vào chùa, anh xin Hòa Thượng Bửu Chánh cho con đi tu. Hòa Thượng hỏi là bây giờ ông ở đây, ông ở bao lâu? Thì cái anh này anh nói là chắc con ở luôn á. Thế là anh mua nào là mua quạt, rồi mua mùng, mua mền, rồi mua đầy đủ đồ để anh ở luôn mà. Mua xô, mua chậu. Rồi anh ở một thời gian, bà vợ lên, bà kéo về. Lúc anh về anh không có nói ai hết trơn á, anh cứ như vậy anh về thôi. Mà sau á, anh lái xe lên, anh gặp Hòa Thượng thì anh mới nói với Hòa Thượng á, là hồi xưa thì con về thì tại vì ông vợ nó hết coi thường con rồi, nhờ con đi vô chùa con tu á, cho nên con vợ con nó hết coi thường con rồi, thành ra là nó kêu con về, thành ra con về. Thế là chùa lời được cây quạt. Cái vấn đề ở đây là gì? Mình chán con, chán cái con nó hỗn hào, nó hư hỏng. Mình chán vợ, chán chồng mà mình vô chùa. Mình nghĩ là mình vô chùa mình ở luôn á. Ở thời gian nó kêu về mình lại về. Thành ra mình có đôi khi mình hà thuộc cái dạng chắc ba rưỡi gần bốn đó, là chắc chết tới cho tới chết luôn chứ cũng chả bao giờ xuất gia nổi. Rồi thì cũng có những người họ không vì cái chuyện là kinh cảm trước cái sự già, sự bệnh, sự chết, họ đi tu, mà họ chỉ đơn thuần họ thấy là chắc cái đời tu này nó sướng. Mấy ông sư sướng mà. Người ta dâng cơm tận miệng đó, dâng nước tận nơi, rồi người ta cho tiền, người ta còn quyền, người ta lãi nữa, sướng quá trời quá đất. Thế là họ cũng đi tu, mà tu thời Phật chứ không phải tu thời này. Có một số người nghĩ như vậy đó. Để sư nhớ coi, là có ba anh em, các cái chàng công tử nhiều phước lắm. Hình như là có anh em ngài Cách Chà Gia Ná thì phải, nhiều phước. Phước của ngài nhiều tới mức là ngài không bao giờ bị đói, mà ngài muốn cái gì là nó phải có cái đó cho ngài.
mà Ngài phước nhiều tới mức độ là Ngài không biết cơm từ đâu mà có. Sư biết có một cái cô á, con nít thôi. À, nhà cổ thương cổ, mà cổ là giống như công chúa ở trong nhà đó. Tới cái mức độ mà cổ nghĩ cái trái táo nó màu trắng, cổ không biết trái táo nó màu đỏ. Chỉ đơn giản là trái táo mà đưa tới tay của cổ là đã được gọt hết rồi. Thành ra cổ không biết là trái táo có cái vỏ màu đỏ, cổ cứ nghĩ trái táo nó màu trắng. Thì Ngài cũng phước như vậy đó. Thành ra là Ngài không biết là cơm nó có từ đâu. Tại vì thiên hạ cứ dâng cơm lên tận miệng cho Ngài thôi. Rồi thì tới khi mà Ngài lớn á, người anh á, mới nói với Ngài, thôi bây giờ em lớn rồi thì em phải biết công việc trong gia đình. Chứ em không thể nào mà em để người ta hầu hạ như vậy hoài, em phải biết công việc chứ. Cái người anh á, mới chỉ cho Ngài, bây giờ nè, muốn có cơm ha, đầu tiên á, đó em phải ra đồng ha, em ngó, em sai thợ thầy đó, em coi họ, họ gieo trồng đó, rồi bắt đầu là họ gặt ha, họ gặt rồi họ đập, rồi họ xây rồi họ nấu. Rồi vừa phải coi thợ ở chỗ làm lúa nè, vừa phải coi người làm ở cái chỗ chăn nuôi nè, rồi coi thợ, coi thầy, coi thế này, coi thế kia. Ngài thấy Ngài hoảng hồn hơn là Ngài giàu á nha. Mà Ngài nói, trời ơi, sao ở đời mà làm chuyện vất vả dữ vậy. Rồi Ngài mới nhìn thấy mấy ông sư á, chỉ việc tại vì Ngài giàu cho nên Ngài thấy là ngày nào thì cũng có mấy sư đi ngang qua nhà chỉ việc là múc cơm bỏ trong bát thôi, sướng quá còn gì, y như mình vậy thôi đó. Mình cứ tới giờ là mình người hầu cái hạ là bưng cơm bưng nước cho mình. Bây giờ mấy ông sư thì cũng tới giờ đi ngang qua thì người ta bỏ cơm vô ăn thôi, sung sướng quá, khỏi có làm gì hết. Thế là Ngài nói thôi, thôi công việc thì anh lo anh làm, em đi tu. Tại vì đi tu sướng mà, đi tu thì thiên hạ chỉ cho cơm mà. Thế là Ngài đi tu. Mà tới hồi đi tu thì mới vỡ lẽ, đi tu có phải chuyện đơn giản đâu. Đầu tiên là phải giữ giới. Giữ giới rồi là phải thực hành những cái hạnh sa môn, phải học kinh kệ, phải ngồi thiền. Nhưng mà do Ngài phước nhiều cho nên là cái đời tu của Ngài cũng không có vất vả. Ngài rất là mau chóng chứng đắc được đạo quả. Và đương nhiên khi Ngài chứng đắc đạo quả rồi đó, thì Ngài không có, cũng không có còn như hồi xưa, tức là mình xuất gia vì cái chuyện là lợi dưỡng. Nhưng mà thời nay mà kiếm cái hạng như vậy cũng hơi khó. Sư đang phân tích là những tới cái đoạn là những cái vị thiện nam tử á, mà đi xuất gia với Thế Tôn thì rất là nhiều hạng xuất gia theo cái mỗi người mỗi kiểu khác nhau như vậy. Bữa tới chúng ta sẽ học tiếp ha. Bây giờ thì quý vị có ai có cái câu hỏi nào hay không? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Nhuận Trí, xin kính chào sư, các chư tăng và các đạo hữu ở đây. Dạ, hôm thứ năm vừa rồi trong lớp Thanh Tịnh Đạo thì sau khi học bài thì con có bật ra hai câu hỏi. Trước tiên là câu hỏi thứ nhất là trong các luật của tỳ kheo thì sau khi mà mỗi khi mà tỳ kheo đi ra khỏi trú xứ qua đêm thì phải mang theo tất cả các y áo. Thì theo con biết thì tất cả mọi chế định của Thế Tôn thì Thế Tôn đều có cái nguyên do chánh của nó hết. Thì ở đây sư cho biết rằng cái nguyên do chánh của cái việc mà cái luật phải mang theo tất cả y áo khi qua đêm. Và câu thứ hai là nước Ấn Độ thì nó cũng không có lạnh lắm, và thời của Thế Tôn thì chắc có lẽ là
Đạo Phật chưa phát triển ra đến Canada hay Bắc Âu, thì với cái thọ mà Đầu Đà mà chỉ có tam y á, thì mùa đông của Canada với Bắc Âu thì không có, có những lúc mà âm 15 độ tới 4-50 độ thì với có ba y áo thì làm sao chống chọi nổi với cái rét đó thưa sư? Dạ thưa con xin hết ạ. Đầu tiên á, cái nguyên nhân mà Đức Thế Tôn á, nói là các cái vị tỷ kheo khi mà đi đâu á, thì phải đem theo hết các cái y của mình á, là như thế này. Là có nhiều vị á, khi mà đi du hành á, tức là đi chỗ này qua chỗ khác, y á, bỏ lại chỗ cũ, tức là bỏ rồi cứ phơi đó, rồi không có ai dọn dẹp hết, rồi lâu ngày đó nó mục, mưa gió nắng nôi nó mục hư, rồi chuột nó gặm. Thì Đức Thế Tôn biết là cái nhân duyên nó đến thì Ngài mới đi xuống để gọi là Ngài thị xác, thì Ngài mới hỏi Ngài Ananda. Như sư nói rất là nhiều lần, Đức Thế Tôn Ngài biết mà Ngài vẫn hỏi, có khi Ngài biết mà Ngài vẫn không hỏi. Ngài hỏi là bởi vì Ngài, một là Ngài sẽ có chế định một cái điều luật, hai là bởi vì Ngài sẽ có một cái thời pháp. Chính bởi vì như vậy, Thế Tôn hỏi Ngài Ananda, tại sao các cái y lại phơi như thế này, là vừa bị mục nè, vừa bị con này con kia nó gặm đó, rồi nó bị móc meo như thế này. Ngài Ananda mới bạch Đức Thế Tôn là có những vị tỷ kheo á, khi mà đi du hành từ chỗ này qua chỗ kia thì không có đem y theo, cho nên là mới để như vậy. Và Đức Thế Tôn mới ban hành cái điều học, đó là từ giờ trở đi y áo thì vị tỳ kheo khi mà đi đâu á, là phải mang theo. Rồi có những vị á, khi mà đi ví dụ như đi khất thực hoặc là đi rất là gần mà vẫn phải mang theo đầy đủ y áo á, rất là vất vả, đặc biệt là trong mùa mưa, thì Đức Thế Tôn mới có cái chế định thứ hai là trong phạm vi chùa, trong phạm vi chùa, thì nếu như vị tỷ kheo không có đi qua đêm á, thì y có thể để lại ở khuôn viên chùa, hoặc là ở trong cái nhà dân, thì ở trong cái trú xứ gọi là cái phạm vi của nhà dân đó, nếu như không có qua đêm. Còn nếu không á, trong những khu vực mà không có làm cái quy định như vậy đó, thì vị tỷ kheo không được xa cái y mình quá một cái sải tay. Đó, thì đó là cái quy định ở trong tạng luật. Còn vấn đề thứ hai, nó có hai việc như thế này. Thứ nhất, chúng ta nói là ở xứ Ấn Độ nó không lạnh như vậy, nhưng mà quý vị quên một chuyện là nó có cái xứ gọi là cái núi Hy Mã Lạp Sơn, Himalaya. Ngày năm anh em ngày Kiều Trần Như, ngày Cô Đanh Nhá, ngày Cô Đanh Nhá, ngày lên sau khi mà ngày chứng đắc A-la-hán rồi đó, ngài đi lên trên đó, ngài ở trên núi Tuyết Sơn á, mà quý vị nghĩ ngài ở trên đó, cái núi Tuyết Sơn nó lạnh cỡ nào, nó lạnh hơn Bắc Âu rất là nhiều, mà ngài vẫn ở trên đó được. Thì đương nhiên, tại vì ở trên núi Tuyết Sơn có một cái hồ gọi là Anotaro thì phải, cái hồ gọi là cái hồ hồ nước nóng. Thì có thể là cái hồ nước nóng đó sẽ giúp cho cái khu vực đó nó đỡ lạnh hơn. Nhưng mà bản thân cái chuyện là ở trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn á, đó cũng là một thử thách rất là lớn, bởi vì chắc chắn là rất lạnh. Đó. Và làm sao để cho các cái vị tỷ kheo có thể ở được trên đó? Chỉ có cách là hành thiền. Khi mà chứng thiền á, một số đề mục có thể giữ ấm cơ thể, ví dụ như là đề mục hỏa, đề mục lửa đó,
Khi mà chú trong đề mục đó thì mình có thể giữ ấm cho cơ thể. Thành ra là yếu thì đừng có ra gió. Đơn giản vậy thôi. Các ngài tu quá ngon lành, các ngài có thần thông thì các ngài lên cho đó được. Một cái kinh nghiệm nữa, khi mà ở khi mà sư đi hành thiền ở cái xứ lạnh á, như thế này nè, là ban đầu rất là lạnh, nhưng mà khi mình ngồi thiền một hồi đó, người mình nó ấm lên thì nó sẽ đỡ lạnh rất là nhiều. Hoặc là khi mà mình đi thiền, mình đi ra ngoài đường ha, mình đi ra ngoài đường trời gió rét nó thổi căm căm. Sư nhớ là ở Binolin, ở Miến Điện á, buổi sáng là nó xuống tới 3 độ lúc trời gần sáng á. Còn lúc mà đi ra ngoài trời trời lạnh á, gọi là 8 giờ 7 8 giờ sáng, khí hậu nó khoảng mười mấy độ. Thì sư cũng chỉ đắp cái gọi là cái tăng già lê á, giống như là cái mền vậy đó, đắp cái tăng già lê rồi đi ra ngoài thôi. Nếu mà lạnh quá thì gọi là mình điều chỉnh lại cái hơi thở của mình. Khi mình điều chỉnh hơi thở của mình á, nó cũng đỡ lạnh lắm. Còn mà buổi tối á, ở cái khí hậu mà 3 độ C cho tới 5 độ C, có khi lên tí xíu thì được 7 độ, 10 độ, thì sư vượt qua cái buổi tối đó như thế nào? Đầu tiên là tối thì có khi sư phải khát nước, quý vị biết mà, sư uống nước rất là thường. Thì sư đem cái chai nước á, sư đem chai nước, sư bỏ vào ở trong cái túi ngủ. Sư cũng rất là cảm ơn cái cô thí chủ, cô cúng dường cái túi ngủ. Sư nhét trong cái túi ngủ á, rồi thì nó giữ ấm ở trong đó, rồi sáng mình có nước mình uống. Còn khi mà sư ở Pa'ao, ở Biolin, thì khi đó không có túi ngủ, thì sư cũng dùng y để mà sư đắp thôi. Phải nói với quý vị á, ai chưa tu chưa biết, cái y chưa tăng nè, nó lợi hại lắm. Trời nóng cũng đắp được, mà trời lạnh cũng đắp được. Trời nóng á, đắp nó mát, mà trời lạnh á, đắp nó ấm. Thành ra là quý vị cũng đừng có lo quá. Còn một số vị ở Bắc Âu chẳng hạn, thì thứ nhất là cũng không có ai bắt các vị đó là phải thọ hạnh đầu đà giữ ba y. Các vị đó có thể có những y phụ trội, hoặc là bản thân cái y của vị đó đó, cái vải nó sẽ là cái vải giữ ấm, nó sẽ không là cái vải này sư ở cái xứ nóng, cái vải này nó sẽ rút mồ hôi, nó sẽ thoáng khí. Nhưng mà ở cái xứ lạnh thì cái vải nó phải là vải khác chứ, vải dạ hoặc là những cái vải như thế nào đó nó giữ ấm. Cho nên là không có bắt buộc, và nếu như có thì cũng có cái loại y phục phù hợp. Quý vị cứ yên tâm, nói chung á cứ tu đi ha. Rồi tự nhiên là nó thích ứng với cho mình nè, đừng có lo quá. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, đặc biệt là chư thiên ngự xung quanh nơi đây và tất cả quý Phật tử có mặt ở đây. Cầu mong cho tất cả hãy thọ lãnh phần phước này một cách tùy ý. Sau khi đã thọ lãnh rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thể chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Y đằng mê bùn nhân Nip bà na sa Pak cha yô Hồ tu Y măng nô
punya phagang sabba sattanang dema sadhu sadhu sadhu. Rồi, chúc quý vị ăn vui. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkantu sasanang. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkantu desanang.